Ok nha, và xin kính chào thưa quý vị và các bạn cùng toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Hai Audio nhá. Là hôm nay thì em Hai lên nhà ông anh em set up cho ông anh một cái con vang, nói chung là tất cả đồ đây hầu như là lấy của em các bác nhá. Đấy, từ hai cái sub và loa Zean thôi. Đấy, hầu như là ở đây thì đồ của em 100% hết, và hôm nay thì anh ấy nâng cấp lên một cái con vang Shiso 1080. Đó, ở đây thì sẽ có một con CA 1825 mã. Con này đánh chắc chắn phết đấy các bác. Đó, đánh hai con sub 50 các bác nhá. Một con đẩy Kafan. Con này là Kafan 8.1 một kênh 8 ohm. Đó, con này thì đánh hai cặp loa full 30 là con Zean và con Audio Center của em Hai luôn các bác nhá. Đó, và ở đây thì sẽ có một con Shiso 1080. Hôm trước là bác dùng X5 nhưng bây giờ là nâng cấp lên một con Shiso 1080, và tiếp theo nữa là một mic 450 hay là mã của DB Acoustic các bác nhá. Đấy, và ở đây thì em Hai vừa mới làm pha xong. Đó, đầy đủ hết rồi. Đó, ok, xong hết rồi, bây giờ chỉ có việc là test thử tất cả các bác thôi. Đó, bây giờ thì anh em mình sẽ là nghe thử một đoạn nhạc trước, xong bắt đầu là hát trước, xong bắt đầu tí em Hai sẽ bật nhạc sàn cho anh em đánh thử nha. Đấy. DJ nha các bác nhé. Đấy, nhạc sàn cho anh em. Hai đang để cái phần mềm đây các bác nhá. Đó, ok chưa? Đấy, các bác có thể là xem và cái chất lượng của cái con vang Shiso này nó rất là hay. Đấy, mọi người có thể nghe cái tiếng mic này. Đấy, tiếng xì xịt rất sạch nhá. A5 A55 B5. Cái đuôi vượt của nó xịt, nó rất là sạch và rất là hay luôn các bác nhá. B5 6 đi. Đó, ok chưa? Đấy, và thì thôi thì bác nào có cái nhu cầu nhá thì có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng bên em. Đấy, loa Audio Center thì em Hai vẫn đang còn này, loa rất đẹp các bác nhá, rất là chất lượng luôn, ok chưa ạ? Đó, và đây thì với những cái sản phẩm như thế này anh em chơi gia đình nó quá là hợp lý các bác nhá, ok chưa ạ? Đó, và bây giờ thì em Hai cũng sẽ là sở để về đây.
thì các bác có thể là ủng hộ cho cửa hàng bên em hai một nút like, và bác nào chưa đăng ký kênh thì ấn nút đăng ký kênh bên cửa hàng bên em nhé. Xin kính chào các bác và hẹn mọi người trong những video lần sau. Bye bye, xin kính chào và gặp lại ạ.